Tòa án Nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng vừa đưa ra xét xử lưu động bị cáo Nguyễn Ngọc Dương, 33 tuổi, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà, về hành vi cố ý gây thương tích. Theo cáo trạng, tối ngày 10 tháng 6, Dương đến chơi tại khu chung cư A1 trên đường Nguyễn Đăng Giai thuộc địa bàn phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thì gặp anh Phạm Xuân Thủy là bạn quen biết ngoài xã hội. Thủy gọi Dương trêu đùa, thua lỗ khiến bị cáo cảm thấy bị xúc phạm, nên bực tức cầm một ghế nệm salon gần đó, ném về phía Thủy. Thủy xông đến đấm vào mặt Dương rồi bỏ về nhà. Hôm sau, Dương tìm Thủy để giải quyết mâu thuẫn. Khi phát hiện anh Thủy tại sân chung cư, Dương cầm dao mát đã chuẩn bị sẵn, xông vào chém khiến anh Thủy thương tích 11%. Tòa án Nhân dân quận Sơn Trà tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Dương 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích.